Rồi nói chung là sớm mơ anh em đang tiếp khách hàng trăm người khách ở quán cà phê Quỳnh Ngọc, thì nói chung nghe mấy chị bị báo bị mất điện thoại, dạ. Đi báo theo chiếc xe Opel 4 chỗ ngồi, thì anh em bỏ tiếp khách, anh em nè mấy chị nè sớm mơ giờ anh gì đây đây, đây tiếp khách mà chạy hết mà giờ hết rồi, chờ lâu quá giờ hết rồi, nên cậu đừng nghe mà ai mà mất điện thoại mất gì mà xe có gì là tôi là phải làm liền. Làm liền nên anh em tôi thì phải giúp dân gì ra phục vụ ai điện thoại là phải làm liền đó, phải chỉ đủ qua nhiều cái đường mới bắt được cái lấy được cái điện thoại. Bây giờ thôi bây giờ em cho anh hỏi là em họ tên gì? Dạ em tên là Lê Nhã Linh, em sống ở Bạc Liêu. Sống Bạc Liêu ha. Bình Phước, tên là Bình Phước để em làm nghề, em là ở với gia đình em. Rồi điện thoại đấy sao bị mất à? Tính em cũng sơ hở nên là em bán phụ mẹ em thì khách mới lại bảo là làm cho một hộp cơm gấp nên là em xoay quanh bỏ xuống, thì vừa làm xong làm thêm một hộp cho khách nữa thì quay lại mất điện thoại, xoay lại thì thấy khách vẫn ngồi đó nhưng mà chỉ có một anh này đi thôi nên là em mới gọi cho anh em để mà chạy theo. Rồi em cho anh hỏi em tên gì? Em tên Lê Nhã Linh. Em còn trẻ chắc chưa có chồng hả? Trẻ chưa có gì. Có bồ chưa? Dạ có rồi. Ồ, tưởng chưa có bầu, ở đây mấy anh em hiệp sĩ gần như chưa có vợ. Anh thấy chưa? Dạ. Rồi thấy là không ai có bầu nữa nè. Ai lo bị bắt cướp rồi, đâu có ai thương. Sợ chết, sợ dễ chết. Thấy chi đuổi rồi sợ chết. Thiệt, bây giờ nói chuyện con này thấy con này lành lặng chứ chút rồi đi ra ngoài nó khác nữa. Rồi, không ai dám quen. Không, bây giờ này mình đi vào vấn đề chính ha. Hôm nay thì em, mình đang sinh sống tại đâu vậy em? Em đang ở Trơn Thành, Bình Phước. Xa dữ vậy? Dạ. Ồ, từ đây Trơn Thành xa lắm hả? Rồi cho hỏi nào, em đang sinh sống một nghề gì vậy? Em đang làm một makeup artist nên là mình có làm cho nam hay là nữ thôi? Em cũng có makeup cho nữ mà. Ờ vậy anh làm được không? Dạ được. Rồi được, có làm là miễn phí ha. Dạ. Rồi giờ tụi em có tiền. Dạ. Nha. Em làm miễn phí cho tụi anh. Rồi ok em, bây giờ này hôm nay là em đang làm công việc chính và đang làm công việc gì mà tại sao mất điện thoại? Em công việc chính của em là làm makeup. Nhưng hôm nay em em để điện thoại đâu? Em để điện thoại trên bàn. Điện thoại gì vậy em? Dạ, không được lao vào luôn. Rồi máy này em mua lâu chưa? Máy này em mua hồi một năm trước, hồi tháng 3, tới nay là một năm. Đã cô là nó vẫn thích đúng không? Dạ, tại công việc của em thì em không biết sẽ bỏ nét thôi. Trong máy của em là có gì bí mật đâu? Trong máy của em thì có liên kết tài khoản ngân hàng. Khách hàng rồi sẽ qua em số điện thoại và Facebook. Rồi trong máy của em rất nhiều dữ liệu quan trọng ha. Dạ. Nên lúc bây giờ em phát hiện gì mất điện thoại lúc em hoang mang có sợ không? Dạ có, tại vì tính ra em lên đây làm nghiệp cũng khó khăn, tích góp điện thoại cũng khó nên là em mất thì em cũng lo lắm, tại vì không biết bao giờ mình mua lại được nữa. Rồi điện thoại lúc trước là mua mấy chục triệu? Lúc trước là em mua 26 triệu. Mình mua trả góp hay tiền liền em? Dạ em mua tiền mặt, tại vì có em lãnh lương được mấy tháng em dùng. Đấy, lãnh lương mấy tháng luôn hả? Dạ em mua qua tay của khách hàng. Vậy cũng giỏi rồi ha. Dạ. Rồi cho anh hỏi là vậy em để điện thoại ở đâu mà hôm nay phụ mẹ em để điện thoại đâu mà để người ta lấy mất? Thì em bán cơm cho mẹ thì em để cái bàn kế bên cách nhau khoảng chưa tới 2 mét không? 1 mét hả? 1 mét thôi hả? Dạ. Nửa mét mất rồi em ạ. Dạ. Nhớ 1 mét thì xa lắm rồi. Cũng tính em sơ hở. Rồi, trước giờ em hay để như vậy thường xuyên không? Dạ cũng có một hai lần tại vòng vòng sớm không à. Ờ, sao những lần trước hàng xóm người ta không lấy của em à? Dạ. Thì tại vì người quen hết trơn. Quen hết trơn nhưng người ta chưa có đúng ý, chưa đúng thời điểm. Chưa cái cơ hội người ta chưa có lấy được. Dạ, chắc em dùng dây đeo cổ dùng. Cái này là không phải là người ta đi ăn cắp chuyên nghiệp. Dạ. Và đây là có là em tạo cơ hội cho người ta ăn cắp. Nhá. Đúng lý nha, theo đúng luật nha. Anh mà làm luật nên là xử lý em đầu tiên. Dạ. Vì mình tạo cơ hội người khác ăn cắp. Dạ. Người ta là một người đàng hoàng đúng không? Nhưng người ta thấy ngon quá rồi, ai nhìn thấy tiền mà nhìn thấy của rơi cũng lượm cái túi, tạm thời cái túi đã tính. Khi nào không phải là không nhận được, không ai báo là của mình. Đúng không? Đây là cũng là một cái câu chuyện như vậy. Thì hôm nay các anh em nghiệp sĩ Bình Dương là đang tiếp rất nhiều khách. Các anh em thì cũng nghe những cái câu chuyện mà những cái phi vụ lắm này em báo thông tin ấy là em bị một đối tượng gọi là đi một chiếc xe Honda Civic màu đỏ đúng không, và đang gọi là vào quán cơm của em ăn một hộp cơm mà mua hộp cơm đem về
và lấy cái điện thoại của em, và là trong điện thoại có rất nhiều tài sản quý giá. Vì vậy đã lên một chiếc xe màu đỏ 4 chỗ và bỏ chạy. Thì các anh em nghe cái cuộc gọi như vậy là tức tốc và lên đường luôn. Mục đích chính là đi tìm thông tin đối tượng này đang ăn cắp chạy hướng nào, và mục đích chính là mong muốn được lấy lại tài sản cho em, cũng là như bị hại khác. Thì các anh em này cũng dí ra rất nhiều tuyến đường, bởi vì đối tượng này nó cũng là rất khôn khéo, không chuyên nghiệp nhưng mà nói chung khôn khéo, đúng không? Chạy nhiều hướng, đổi nhiều hướng, cuối cùng là về hướng vừa rồi thì mình xuống rồi, đúng không? Thì về đó thì vị trí ở đó là kết thúc, nhưng mà rất lấy làm tiếc là vô đó thì cái câu chuyện nó đã khác hoàn toàn. Và cái nhân vật mà ăn cắp mà có hình ảnh là các anh đang để tìm kiếm thì lại núp trong nhà, nhưng mà cái vị trí điện thoại là ở đó. Thì cũng rất may mắn cho em cũng như cho anh em đội hiệp sĩ ở Bình Dương ấy, là vô đó thì cũng trò chuyện và người ta cũng hiểu được, nói chung là không phải của mình cũng tạm thời là bỏ túi tham đi ăn một cơm hai chục, mà lấy cái điện thoại mấy chục cũ nên là cũng lấy được. Nên vì vậy người ta cũng đành lòng chấp nhận và người ta trả lại, và người ta cũng xin gọi là anh em hiệp sĩ Bình Dương và cũng như xin cho gia đình em bỏ qua cho người ta, thì người ta cũng lỡ lòng, đúng không? Nói chung mình không nên dồn ai đến con đường cùng đấy, nhưng mà nếu như người ta ngoan cố thì các anh em sẽ mời công an giải quyết. Nhưng mà đây rất may mắn là người ta cũng nhận được cái lỗi sai của người ta, xin lỗi em rồi, đúng không? Đã trả lại điện thoại cho em. Hiện nay em nhận được tài sản chưa? Điện thoại đâu anh xem nào? Ồ, máy đẹp vậy hả? Máy em sao em trang trí thì đẹp dữ vậy? Ốp lưng hả? Ốp lưng mình mua nhiêu tiền đẹp vậy? Mấy chục mua cho anh mấy cái thì em buôn đi, đẹp quá. Để em mua cho anh. Em mất cái, nếu như mất cái điện thoại này thì em có tiếc không? Dạ tiếc, tại vì điện thoại thì nếu như hôm nay mà người ta nói người ta bán cái điện thoại em rồi, cũng tìm được, người ta nói là người ta bán rồi, người ta trả em một số tiền ngang ngửa với điện thoại, em có chịu không? Không chịu đúng không? Thì thật tiếc lắm ha. Thế mà hôm nay thì anh em cũng cố gắng hết sức ha, tìm được, khi gặp được người ta nói chuyện thì mới có đầu có đuôi. Vậy là mọi người ha, em có điều nào em muốn cảm ơn anh em đội hiệp sĩ của Hải Dương, nói chung là cả buổi sáng này đi tìm không? Cả buổi sáng nay em cảm ơn tất cả mấy anh trong đội hiệp sĩ thì tại vì nhiều khi điện thoại nó cứ vị trí nó cứ chập chờn chờn, mấy anh cũng cố gắng bỏ ra công sức để tìm giúp em. Cảm ơn mấy anh rất là nhiều. Em thấy không, quãng đường là rất xa, hàng mấy chục km chứ không phải 1-2 cây, đúng không? Trời nắng, đúng không? Mà chưa biết là đi tìm liệu được hay không, nhưng mà anh em cố gắng hết sức, mục đích chính là lấy tài sản cho em. Mày sợ trong tài sản tại cái trong cái điện thoại của em có tiền bạc, có tài khoản ngân hàng, mà có nhiều cái dữ liệu khác quan trọng. Vì vậy đôi khi là tài sản này nó quan trọng hơn là tiền bạc, đúng không? Khi mà em nghe được cái câu chuyện mà người ta chia sẻ là người ta sẵn sàng là trả lại điện thoại và bỏ qua cho người ta, em nghe câu chuyện như vậy này, em đã thở dài, em đã mừng chưa? Em mừng. Nó có mừng không? Nhiều, tại vì em nghĩ là anh đó sẽ kiểu em thấy nhà gia đình người ta đúng không? Là rất giàu có, không phải là một gia đình nghèo. Đây là một câu chuyện có thật ha. Bởi vì không phải một mình anh em hiệp sĩ Bình Dương đi nói vậy, mà đây là gia đình em kiểm chứng, là gia đình người ta có xe hơi, đúng không? Có nhà cao cửa rộng, có công việc thậm chí rất ngon rất tốt. Chạy xe hơi đi mấy chục cây số đi ăn cơm thì người ta đâu phải đi lấy điện thoại đâu, đúng không? Thì mình phải hiểu là người ta cũng chịu chơi, người ta có tiền, đúng không? Vậy là mình phải thừa nhận như vậy. Nhưng mà đây là người ta chỉ là tham nhất thời thôi. Hy vọng ở đây cũng là một cái bài học cho tất cả các anh, các chị, các cô, các chú khác. Nếu mình có đi ăn, đi uống ở đâu đó mà nhìn thấy tài sản của người ta thì coi như mình nhắm mắt lại. Mình đừng có mở mắt to ra, cứ tưởng là của mình thì mình lấy không được. Bởi vì lấy không được là mang tiếng. Hôm nay cũng rất may mắn là bên em gái này cũng rộng lòng tha thứ. Và anh em hiệp sĩ Bình Dương nói chung không ép ai đến con đường cùng. Với điều kiện người ta phải biết quay đầu để bảo nhá. Mình không nên dồn người ta quá, dồn quá tội nghiệp người ta nhá. Đấy cũng là cái sai cho mình thôi. Mình tại sao người ta ăn cắp của mình vẫn là sai, nhưng mà vì lý do là lẽ em đứt túi thì người ta cướp của em nó là hành vi khác, nhưng đây để trên bàn em cũng mắc công chuyện, người ta thấy như vậy thì người ta thấy ngon ăn quá rồi, cái điện thoại của em đẹp quá này, anh chưa biết bao giờ anh mua được cái điện thoại giống của em luôn á. Vậy đó, em cũng không nghĩ là em sẽ mua được cái điện thoại này. Đúng rồi đó, em có rồi em mất, em chưa dám chắc mua được cái nhà anh mơ ước của anh cũng như mơ ước của nhiều người,
Thế nên hy vọng là mơ ước của nhiều người lai mai nhìn thấy tài sản như này cũng đừng có gọi là nhắm mắt xuôi tay mà lấy của người khác. Rồi vậy là ok này ha. Em còn là trò chuyện thì nó còn muốn nói chuyện thì em muốn chia sẻ cho các bạn trẻ, các cô các chú tránh tình trạng mà mình mãi công việc á. Rất nhiều bạn trẻ hiện nay thấy đăng trên mạng xã hội rất nhiều, nhiều người vào lựa cả bộ mua hàng á, người ta thấy tài sản của mình người ta là bộ là mua, người ta chỉ ao xô mà cho mình hoảng loạn, mình bói hàng, mình sắp hàng cho người ta lấy tài sản mình luôn. Đó, em chia sẻ đi cho mọi người đỡ mất trộm mất cắp đi em. Nhìn cái biển số xe mà đi tìm, nhưng mà thực sự là bây giờ xe về trong nhà nó không chạy ngoài đường nên không có tìm được, đúng không? Xe thì em báo là đang chạy về hướng quốc lộ 13, nhưng thực sự là bây giờ xe nó chạy về trong nhà nó rồi. Thế là bây giờ cứ đi tìm quốc lộ là thất bại. Nhưng anh em nên phán đoán là tình huống và có thể là nhận định được những cái tình huống có thể đây là không phải trộm chuyên nghiệp. Nên là trộm chuyên nghiệp thì chúng sẽ xử lý hành xử một cách khác nhau, nhưng đây là không chuyên nghiệp nhưng thôi thì cũng đây cũng là một cái bài học cho em cũng như là cho nhiều người khác. Hy vọng mình có tài sản mình hãy cố gắng giữ lại, bởi tài sản của mình phải nói là kiếm được đã khó rồi, nhưng giữ được nó là đó là một điều vô cùng khó. Nhân cái cơ hội này thì cũng đội hiệp sĩ Bình Dương cảnh báo cho thanh niên đó, mình lần sau đi ăn cơm hoặc đi ăn uống đâu đó nhìn thì tài sản của người ta không những điện thoại mà có thể tài sản cao nhiều giá trị hơn, mình cũng đừng lấy của người ta, bởi vì mồ hôi xương máu của người ta bỏ ra công bỏ sức, đúng không? Làm cái đó vô cùng khó khăn, là mình chốt một hai một mình lấy của người ta, đó là những hành vi phải nói vô cùng rất xấu. Mà ngày mai mà nếu mà công bố trên cộng đồng mạng thì người ta là câu chuyện đó là ngày mai không dám đi đâu nữa, đúng không? Nếu hôm nay mà anh em hiệp sĩ Bình Dương ấy, mà không nhân nhượng thì nếu công bố cái video mà cái khúc mà đăng hình ảnh mặt của anh ta lên thì ngày mai này thanh niên này không dám ra ngoài ăn cơm, đúng không? Thậm chí là bà con hàng xóm không dám nhìn. Đó, đây là một cái bài học cho tất cả nhiều người khác nếu có ý định có lòng tham nhá. Thì thôi thì hôm nay thì anh em ở đây cũng một cái chút sẵn đây mình cảnh báo cho bà con biết luôn nè. Nói giờ nói này đơn giản là chị ví dụ như mai mốt